xin chào tất cả các bạn rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh mãnh lực dương quý vị và các bạn thân mến không chỉ là một loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng ăn phải đúng cách cũng có tác dụng chưa yếu sinh lý cho nam giới Vậy vì sao loại trái cây này lại có tác dụng chữa yếu sinh lý? Ăn quả vải chữa yếu sinh lý như thế nào cho đúng cách? Các thông tin dưới đây sẽ giúp cho bạn giải đáp được những vấn đề này. Đầu tiên thì chúng ta đã tìm hiểu vì sao có thể dùng quả vải để chữa yếu sinh lý. Theo tạp chí Đông y thì quả vải thuộc họ bồ hòn có tên khoa học là lychee chinensis và thường được gọi với nhiều tên khác như là Thiên chi, Đan chi và Tử chi. Đây không những là loại quả thơm ngon mà nó còn được dùng để hỗ trợ nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt chính là yếu sinh lý bằng quả vải là cách đã được dân gian áp dụng từ lâu và mang lại hiệu quả đáng kể. Vậy tại sao có thể dùng quả vải để chữa yếu sinh lý? Theo các ghi chép từ y học cổ truyền, vải chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng dưỡng can, bổ thận, bổ huyết, tăng cường sinh lực. Bên cạnh đó, nền y học hiện đại cũng chỉ ra rằng trong thành phần của quả vải chứa một hàm lượng lớn nhựa đường này, nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin A, C, B, B11, kẽm và mangan. Đây là loại chất dinh dưỡng rất cần thiết đối với cơ thể. Quan trọng hơn thì quả vải còn chứa một loại enzyme có tác dụng làm tăng cường tuần hoàn máu cho các cơ quan trong cơ thể. Điều này sẽ giúp cho cậu nhỏ được cung cấp một lượng máu nhiều hơn, từ đó làm tăng ham muốn tình dục giúp kéo dài được thời gian quan hệ. Chính vì lý do trên mà chúng ta có thể dùng quả vải để trợ yếu sinh lý. Thứ hai, các cách trợ yếu sinh lý bằng quả vải như sau. Trợ yếu sinh lý bằng quả vải có thể hỗ trợ điều trị bệnh, giúp phái mạnh tự tin trong chuyện dương chiếu. Tuy nhiên, dùng loại quả này trị yếu sinh lý thế nào để đem đến hiệu quả tốt thì không phải ai cũng biết. Do đó, nếu vẫn còn chưa biết cách áp dụng cách chữa trị này như thế nào, bạn có thể tham khảo các bài thuốc dưới đây. 1. Trị yếu sinh lý bằng quả vải ngâm rượu một trong những cách trị yếu sinh lý cực kỳ đơn giản mà bất kỳ một anh chàng nào cũng có thể thực hiện đó chính là dùng vải tươi ngâm rượu để thực hiện cách chữa trị này thì các chàng chỉ cần thực hiện theo các bước sau đầu tiên chúng ta chuẩn bị 0,5 đến 1 kg vải tươi, 1 lít rượu trắng. Cách thực hiện: vải đem đi bóc sạch thành vỏ này, cho vào một cái bình thủy tinh kín, đổ đầy rượu trắng vào bình, xa cho rượu ngập hết vải là được. Đậy nắp kín vào cất khoảng từ 7 đến 10 ngày là có thể sử dụng. Cách dùng như sau: các chàng đem rượu vải uống mỗi ngày một lần vào buổi chiều tối, mỗi lần từ 25 đến 30 ml là được. Thực hiện thường xuyên sẽ giúp tình trạng liệt xương, rối loạn cương xương được cải thiện. Thứ hai, bay thuốc từ quả vải trị yếu sinh lý theo đông y. Để mang đến tác dụng điều trị tốt hơn thì bạn có thể dùng quả vải kết hợp với những vị thuốc đông y khác và cách thực hiện như sau. Chuẩn bị 7g cùi vải khô, 9g bạch chuột, 3g trầm hương, 9g viễn chi, 9g dâm dương hoắc và 1 lít rượu trắng Cách thực hiện như sau Các nguyên liệu trên mang đi thái vụn, cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào để ngâm và đậy nắp thật kín Cứ để nguyên khoảng từ 7-10 ngày là có thể đem ra sử dụng cách dùng Mỗi ngày phái mạnh chỉ cần uống một chén rượu này là được Khi sử dụng thì không nên uống quá nhanh hoặc là uống thành từng ngụm lớn mà cần nếp môi từ từ cho đến khi hết Trị sinh lý bằng quả ngâm rượu có tác dụng kích thích sự lưu thông máu trong cơ thể Do đó cơ quan sinh dục nam cũng sẽ được tăng cường lưu lượng máu nhiều hơn Nó sẽ giúp cho dương vật cường cứng được lâu, đồng thời tăng ham muốn tình dục cho nam giới Thứ ba, các món ăn từ quả vải trợ yếu sinh lý Ngoài các cách trên thì bạn có thể hoàn toàn dùng quả vải để chế biến thành nhiều món ăn ngon. Chúng không chỉ giúp cho bữa ăn gia đình thêm phong phú, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mà còn giúp tăng cường sinh lý cho nam giới. Và dưới đây là những món ăn trợ yếu sinh lý từ quả vải mà bạn có thể tham khảo. Món 1: Chuẩn bị: vải tươi 200g, tôm nõn, 2 cây rau cải, lòng trắng trứng gà, 1/4 thìa đường, 1/4 thìa tinh bột, 1/5 thìa muối. Hãy thực hiện như sau. Vải đem bóc sạch vỏ, bỏ hạt, đem tôm nõn đi ướp gia vị khoảng 30 phút, xay nhuyễn vo tròn rồi nhét vào trong quả vải đã bỏ hạt. Cho vải nhồi tôm vào nồi rồi đem đi hấp cách thủy, đun với ngọn lửa to trong khoảng 5 phút rồi lấy ra cho vào tô. Lấy muối, đường, tinh bột, gia vị đem trộn đều với nhau rồi bắc lên bếp, đun sôi khoảng 5 phút. Sau đó cho thêm lòng trắng trứng để thể khuấy đều lên tạo thành nước sốt. Rau cải rửa sạch, cắt thành khúc rồi luộc chín, đem vải nhồi tôm bày ra đĩa dưới nước sốt lên trên rồi trang trí rau cải xung quanh là có thể sử dụng. Cách dùng: đem món ăn này ăn khi còn nóng nên nấu và ăn thường xuyên để chúng mang đến tác dụng tốt như là mong muốn. Món ăn thứ hai chính là canh gà nấu với quả vải. Chuẩn bị này, 10 g quả vải tươi, một quả mướp đắng, hai chiếc cánh gà, 600 ml nước, các loại gia vị cần thiết như là rượu gạo, hạt tiêu, gừng, tương, nước mắm, muối và bột ngọt. Cách chế biến Gừng đem gọt vỏ rửa sạch và đập dập Mướp đắng đem đi rửa, bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn Vải, bóc vỏ, bỏ hạt Cánh gà rửa sạch đem đi ướp gia vị trong khoảng 20 phút Thêm nước, gừng Đập dập vào để hầm với ngọn lửa nhỏ Khi thấy gà đã được hầm mềm cho thêm mướp đắng vào để đun nước Khoảng từ 2 đến 3 phút thì nêm thêm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp Cách dùng như sau, nên dùng món ăn cánh gà hầm vải khi nóng và ăn khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần nó sẽ giúp cải thiện được chức năng sinh lý cho nam giới. Thứ ba, một số lưu ý khi dùng quả vải chữa yếu sinh lý cho nam giới. Để việc áp dụng cách chữa yếu sinh lý mang đến tác dụng tốt, người bệnh cần phải lưu ý một số điều như sau. Cần áp dụng các cách chữa trị trên thường xuyên và trong thời gian dài để nó mang đến hiệu quả tốt. Những cách chữa yếu sinh lý bằng quả vải chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tùy vào từng thể trạng và tình trạng bệnh của từng người mà nó mang đến hiệu quả khác nhau Do đó nếu thấy không mang đến kết quả cho các chàng khi bị bệnh nặng nên đi khám để tìm được chỉ định cách điều trị hiệu quả hơn Bổ sung cho cơ thể nhiều thực phẩm dầu kẽm, các loại hải sản, thịt đỏ và các loại hạt Hạn chế những đồ ăn, thức uống có hại cho cơ thể như các chất kích thích, đồ uống có cồn và thức ăn cay nóng Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực cho bản thân trên đây là những cách dùng quả vải chưa yếu sinh lý mà chúng tôi đã tổng hợp được Tuy nhiên để tình trạng yếu sinh lý mau được khắc phục thì các chàng cũng phải chú ý và điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt của bản thân cho hợp lý Đồng thời thì các bạn có thể sử dụng những sản phẩm an toàn như mãnh lực dương Đây là sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên Công dụng của mãnh lực dương là giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý ở nam giới Giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư Thành phần là gồm cao xà sàng tử, cao dâm dương hoắc, cao kỳ manh tử, cao bạch tật lê, cao mật nhân, cao ngũ vị tử, cao kỳ tử, kém gluconate, l carnitine và lycobene. Cách sử dụng là uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Cảnh cáo sức khỏe là không được sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm. Không được uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vậy mãnh lực dương mua ở đâu? Các bạn có thể mua qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.